Xin chào tất cả quý vị khán giả, mình là Avin Lu. Mình vào vai bác Trịnh Công Sơn lúc trẻ của bộ phim điện ảnh Em và Chị. Khi mà Avin biết được thông tin là Avin có mặt trong đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất do hội đồng nghệ thuật bình chọn và nam diễn viên được yêu thích nhất do khán giả bình chọn, thì Avin cảm thấy rất là vui và bất ngờ, bởi vì giải Ngôi Sao Xanh là một giải đối với Avin là một giải rất là lớn và uy tín. Thế nên Avin cảm thấy rất là bất ngờ và hạnh phúc khi có mặt trong hai đề cử lần này. Mọi người hãy bình chọn cho Avin ở hạng mục nam diễn viên được yêu thích nhất qua website giải thưởng ngôi sao xanh.vn nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Cách thức bình chọn: A. Bình chọn qua hệ thống SMS, cú pháp 1, cú pháp NSX, khoảng cách, mã số bình chọn gửi 8279. Ví dụ NSX khoảng cách TH02 gửi 8279. Giá trị tin nhắn 2.000 đồng trên tin nhắn. Một tin nhắn bằng 3 lượt bình chọn trên website. B. Bình chọn qua hệ thống SMS, cú pháp 2. Cách thức bình chọn thông qua việc tải ứng dụng Today Plus. Bước 1. Cài đặt app Today Plus thành công trên điện thoại. Bước 2. Đăng ký tài khoản bằng số điện thoại. Bước 3. Soạn tin nhắn SMS với cú pháp 2 Today Plus, khoảng cách, mã số bình chọn gửi 8279. Ví dụ Today Plus, khoảng cách TH02 gửi 8279. Giá trị tin nhắn 2.000 đồng trên tin nhắn. Một lần cài đặt thành công và gửi tin nhắn hợp lệ tương đương với 50 lượt bình chọn trên website. Bình chọn qua hệ thống website. Truy cập vào website giải thưởng ngôi sao xanh.vn, nhấn vào menu bình chọn và thực hiện một trong hai cách sau. 1. Cách thức bình chọn cho các bạn chưa đăng ký tài khoản. Bước 1. Đăng ký thành viên trên website giải thưởng ngôi sao xanh.vn. Nhấn chọn đăng nhập và chọn đăng ký. Điền thông tin và nhấn đăng ký. Thông tin kích hoạt tài khoản sẽ được gửi đến email đăng ký. Bước 2. Kích hoạt tài khoản qua email. Truy cập vào email bạn đã đăng ký ở bước 1. Nhấn vào link đính kèm trong email để kích hoạt tài khoản. Bước 3. Đăng nhập và bình chọn. Nhấn chọn đăng nhập và chọn đăng nhập. Điền thông tin đăng nhập đã đăng ký ở bước 1. Nhấn đăng nhập để bắt đầu bình chọn. Nhấn vào nút bình chọn cho đề cử bạn muốn bình chọn. Nhập mã số xác nhận và nhấn nút xác nhận để hoàn thành bình chọn. 2. Cách thức bình chọn cho các bạn đã đăng ký tài khoản. Bước 1. Đăng nhập vào tài khoản trên website giải thưởng ngôi sao xanh.vn. Nhấn chọn đăng nhập và chọn đăng nhập. Điền thông tin đăng nhập. Nhấn đăng nhập để bắt đầu bình chọn. Bước 2. Bình chọn. Nhấn vào nút bình chọn cho đề cử bạn muốn bình chọn. Nhập mã số xác nhận và nhấn nút xác nhận để hoàn thành bình chọn. Mọi người hãy cùng nhau theo dõi đêm trao giải Ngôi Sao Xanh vào ngày 6 tháng 1 năm 2023, truyền hình trực tiếp trên kênh UTV và Today TV nhé.